Mấy bạn có nhớ là có lần Vĩ đã từng làm cái món cánh gà chiên nước mắm không? Và sau cái video đó thì rất là nhiều bạn nhắn tin cho Vĩ và bảo là các bạn rất thích món đó. Ngày hôm nay thì Vĩ cũng sẽ làm cái món cánh gà chiên, nhưng mà không phải cánh gà chiên nước mắm nữa, mà là cánh gà chiên sốt me. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm ha. Đầu tiên thì Vĩ sẽ đi chiên gà nè. Cánh gà sau khi mà rửa sạch thì Vĩ sẽ cắt thành từng khúc. Sau đó thì Vĩ sẽ rắc một ít bột chiên giòn lên để áo một lớp mỏng ở phía bên ngoài miếng gà. Vĩ bắt một chảo dầu lên, chiên gà cho vàng rồi vớt ra. Tiếp tới thì Vĩ sẽ đi làm nước sốt me nha. Vĩ dùng 40g me rồi cho 1/2 chén nước sôi vào để dầm lấy nước cốt me. Giờ thì Vĩ sẽ nêm nếm gia vị vào trong cái nước cốt me này nè. Vĩ nêm vào là 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường, 1/2 muỗng tiêu xay, 1/2 muỗng tương cà và 1/2 muỗng tương ớt. Lúc này thì mình sẽ trộn đều lên. Sau đó là nhớ nêm nếm lại một lần nữa xem đã vừa khẩu vị của mình chưa nha. Rồi bây giờ thì Vĩ sẽ bắt một cái chảo lên, sau đó cho dầu ăn vào. Vĩ cho thêm một muỗng canh hành tỏi phi thơm lên rồi đổ cái phần nước cốt me vào. Mình sẽ đợi cho tới khi cái phần nước sốt me của mình sôi lên, nó sệt sệt lại rồi á, thì mình sẽ cho cánh gà vào. Mình sẽ dùng đũa để trở từng miếng gà, để cho miếng gà nào cũng thấm sốt hết nha. Gà mà thấm đều sốt rồi thì mình sẽ tắt bếp. Vậy là mình đã có món cánh gà chiên sốt me ngon nghẽ rồi đó. Hôm nào bạn thử làm nha.